Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 12 tây tháng 2 năm 2022 với anh em. Mình xin giới thiệu với anh em là 10 phô mai ha. Trong đó có 5 phô mai vàng và 5 phô mai thứ quý nha anh em. Đặc biệt hôm nay có cây số 1 phô mai thứ quý lùng lực ha. Đế như củ sứ nha anh em. Cục đế, cái củ đế này 1m3, 1m4 hoành nè. Lùng lực ha. Siêu phẩm, thân nó dặn lắc nha anh em. Bông giảo ha, bông bao anh em 7, 9, 10 cánh ha. Bao anh em, mấy cây thân nhận dặn này bao anh em bông nha anh em, 7, 9, 10 cánh ha. Rồi số 3 cũng là mai vàng luôn ha. Cũng bông là bao anh em là 7, 9, 10 cánh ha. Số 4 là mai vàng, thân dặn quái luôn. Đó, vừa nút bông ha, nửa nổ ra cho anh em xem. Nè, cứ gặp thực tế bông rồi nha anh em. Lên mới bao anh em ha. Số 5 là mai vàng ha, hai con thú ở đâu nhau nha anh em, chuyên cần như sắt ha, sắt lớn nha anh em. Số 5 là phô mai thứ quý nha, quái nha nè. Mẫu này làm anh em nhà vườn ghép, nhập vô ghép làm tàng lớn nha anh em. Cho thuê mùa một đủ ha. Số 6. 6 7 8 là phô mai thứ quý luôn nha anh em. Đó, 6 7 8 là phô mai thứ quý luôn ha. Cây thân trực nguyên tử quay cảnh đẹp luôn nha nè. Đó, cái bonsai lục lực luôn ha. Cái này mà cây số 7, cây số 6 này anh em làm lùng lực cũng được và làm mẫu tàn dụ cũng được ha anh em. Chừa hai đường nha anh em ha. Rồi số. Số 9 số 10 là cặp mai vàng giá mềm nha anh em. Rồi mai. Nhắc lại số điện thoại đi. Số điện thoại là 0939860078 nha cô chú anh chị. Rồi số điện thoại có quyền bổ sung góc trái màn hình là chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Bắt đầu cây số 1 hôm nay thứ quý. Để đặt củ sứ nha nè. Để đặt như củ sứ nha nè. Lùng lực ha, cây này ghép nhanh chơi nha nè. Số 1 là phôi mai tứ quý 4 mùa qua nở nha nè. Họ lấy hai cái tay em ốp cái cục đế cái. Quá đẹp. Quá rực rỡ. Cây tứ quý giờ cạn lắm nha anh em. Tranh đua nhỏ mua lắm này ha. Cây này 40-50 hoành. Cục đế này anh em ghép rực rỡ luôn ha. Rồi cho thông số luôn mày. Mã số 1. Chiều cao đó là 50 nha cô chú. Chiều cao là 50. Rồi ok. Bình ăn đây chiếc này là 44 ha. Rồi bình em nhỏ nhất là 44. Củ đặt là 95 nha cô chú. Củ sứ là 95 nha nam. Cục để tập luôn em. Thôi luôn. Đây cũng tính cục đế đặt nha được nha nè. Đó là nó nguyên cục đế ha. Rồi cho anh em tham khảo thôi. Quá đẹp rồi. Rồi. Tổng cục đế là 1m4 nha nam. Tổng cục đế 1m4 ha. Rồi cái mã số 1 này giá sao em ơi? Cái mã số 1 này em giao lưu với giá là 13 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 1 giá 13 triệu nha nam. Bao ship anh em mọi miền Tây Quốc ha. Đường kính bầu nó là 65 đó cô chú. Đường kính bầu là 65. Cái rồi. Mày bự đó. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 2 nha nam. Mã số 2 cái mai vàng siêu phẩm ha. Bông bao anh em 7 9 10 cánh ghim nha nam. Màu vàng nghệ ha, bông đẹp nha anh em. Bầu quay đẹp. Chuyên cành như sắp anh em. Cái này anh em về chơi bonsai gút thêm nhịp nó rực rỡ luôn nha anh em. Đó em bán thì em để hai form cho anh em chơi ha. Ok này anh em lùng nữa chơi đẹp mới đẹp. Bông là bao anh em 1 lên 1 nha anh em. Nếu mà không phải bông trả cây về ha. Rồi cho thông số luôn mày. Mã số 2. Chiều cao là 65 đó cô chú. Chiều cao là 65. Đúng rồi.
Bình thân của nó là 33 cô chú ơi. Bình eo là 33 nha em. Đường kính bầu là 35 ha. Đường kính bầu là 35. Rồi cái mã số 2 này giá sao em ơi? Cái mã số 2 này em giao lưu với giá là 7 triệu 9 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 2 với 7 triệu 9 nha em. Bao ship anh em mọi miền đã quá ha. Rồi tiếp theo mã số 3 cái mây vàng siêu phẩm nha em. Cũng bao anh em luôn ha. Thằng nó giống như cái thù lô nha em. Rồi quay đem. Quá đẹp. Rồi cho thông số luôn mày, mã số 3. Vắng này nè, đẹp ha. Ok nè mấy em lựa, cái này em lựa không nha em. Chiều cao là 39 nè cô chú. Chiều cao là 39. Quanh năng 39 này là 36 ha. Rồi, quanh cái cũ là 36 nha nè. Đường kính bầu là 35. Đường kính bầu là 35. Rồi cái mã số 3 này giá sao em ơi? Cái mã số 3 em cho luôn với giá là 7 triệu 8 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 3 cho 7 triệu 8 nha em, bao ship anh em mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 4 là mai vàng nha nè. Cái thằng nó quấn đẹp nữa nha nè. Như cái lò xo ha, như cái hồ lô luôn nha nè. Rồi thông số luôn mày, mã số 4. Chiều cao là 40. Quanh thân em nói chiếc này là 35 đó cô chú. Rồi quanh thân là 35 nha em. Đừng kính bầu 35 luôn nha. Đừng kính bầu 35 luôn. Rồi cái mã số 4 này giá sao em ơi? Cái mã số 4 em giao lưu với giá là 7 triệu 6 cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 4 với 7 triệu 6 nha em. Bao ship anh em mọi người tới quá ha. Rồi rồi. Rồi tiếp theo mã số 5 nha em. Mã số 5 là phô mai tứ quý 4 mùa hoa nở ha. Cái này hai cây nó dính nhau quái nha em, như hai con thú ở đầu vậy ha. Cây này cái form lớn nha em, anh em ghép nhập vô vườn ghép ha. Cho thuê một mùa một đủ tiền cây nha em. Mẫu lạ nha em. Mặt này quá đẹp nha em. Như cành như sắp nha nè. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao 1,5 m nha em. Cái này em đo tổng cái đi, em đo từ cái. Đo tổng cái đi, tổng đi. Vì cái cây lên chậu là cái mồi hoành cái ba lớn này nè. Tổng của nó là 73 hả cô chú? Như cây lên chậu 73 hoành nha nè. Để nó ôm ha. Viền cây đó. Từ bầu là 65. Từ cái bầu là 65. Rồi đo cái thằng chính kìa. Đúng rồi. Cái thằng này là 43 hả cô chú? 43 thằng này hả anh em. Cây ngoài bự lắm nha anh em. Anh em nhìn cái khúc này nó thằng duyên. Thằng bên đây là 40 ha. Anh em nhìn cái cây khúc này nó đẹp quá nha anh em. Nó dính liền, nó liền với nhau ha. Mà để trong đây nó lót còn bành bành không rồi nha cô chú? Lót còn bành không nha anh em. Em bứng gì thì em để gì đi đường xa cho anh em. Ai về cái nào dư thì mình cắt ha. Nó có lót lết bành bành không? Quá đẹp. Chiều cao chưa em? Rồi báo giá cây mã số 5 luôn. Cái mã số 5 này cho mai tôi quý em giao lưu với giá là 11 triệu 500 ngàn của chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 5 giá 11 triệu rưỡi nha em. Bao ship anh em mọi miền tao quá ha. Rồi gõ.
Rồi tiếp theo mã số 6 nha nè, mã số 6 thương mại tứ quý ha. Một cốp nha nè, qua cành đẹp ha. Để đặt kẹo nha nè. Cây tứ quý giờ cạn lắm rồi nha nè. Cạn thấy rõ ha. Quay bộ đế cho em xem ha. Đây bộ đế này nè. Quay thấy bao ha. Bao là đây là mẫu tàn dù cũng được nha nè. Anh em là chưa có mẫu dù, nhập cái này vô làm ha. Rồi nếu mà như có chi này anh em cắt lùng lực ha. Anh em ghép trên lùng lực luôn ha nè. Nè cắt ngay cái điểm này ha, ngay điểm camera nè. Ghép ha, cái quài để chừa lại cho anh em. Rồi cho thông số luôn mày, mã số 6, phô mai tứ quý 4 mùa qua nở nha anh em. Chiều cao 1,5 cô chú ơi. Chiều cao 1,5 nha anh em. Rồi. Quần đang đo vị trí này là 42 nha. Quần eo là 42 nha anh em. Xét đầu đế nó là 47 nha. Xét đầu đế là 47 nha nè. Quần đế đọc là 130 cô chú ơi. Quần đế đặt 1,30 nha nè. Rồi cái mã số 6 giá sao em ơi? Cái mã số 6 em giao lưu giá là 7,5 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 6 cho 7,5 triệu nha nè. Bao ship ở đây mọi mọi miền tới quá ha. Cái này đế sổ có 35 cô chú. Đây là bộ đế này nè, áp phơi nha nè. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 7 nha nè. Mã số 7 khi mai mai tứ quý 4 mùa và nở nha nè. Thằng trực quân tử ha. Để đặt nha nè. Cái này anh em ghép nhanh chơi ha. Gạch quá đẹp. Để đặt kẹo nha nè. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao nó là 100 chú ơi. Chiều cao là 1 mét nha nè. Quần năng đo ngay chiếc này là 33 nha. Quần eo là 33 nha nè. Được kính bầu là 55. Quần đế tổng là 131 nha cô chú. Quần đế tổng cô chú ơi. Quần đế tổng 1,3 nha anh em. Này đế là số cao. Này đế số cao 30 đó cô chú. Đế số cao 3 tấc nha anh em. Rồi cái mã số 7 này giá sao em ơi? Cái mã số 7 này mai tới quyết giao lưu với giá là 5,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 7 giá 5,5 triệu bao ship bên em mọi người tới quất nha anh em. Rõ. Rồi tiếp theo mã số 8 nha nè. Mã số 8 hôm nay tứ quý 4 mùa và nở ha. Này dáng cây đẹp quá nha nè. Mã số 8 hôm nay tứ quý 4 mùa qua nở nha nè. Trong đây là đế kẹo hết trơn á cô chú nè. Đế kẹo trong đây luôn nha nè. Rồi cho thông số luôn ơi. Chiều cao là 45 á cô chú. Chiều cao là 45. Quần eo đôi chiếc này là 36 ha. Quần eo là 36 nha nè. Đế số cao 35 cô chú ơi. Đế số cao 3 tấc 5. Đường kính bầu là 55. Đường kính bầu 55. Rồi cái mã số 8 này giá sao em ơi? Cái mã số 8 này cái mai tứ quý giao lưu giá là 4,2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 8 hôm mai tứ quý giá 4,2 triệu nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tới quá ha. Rồi rõ.
Rồi, tiếp theo mã số 9 là mai vàng nha Nam. 9 là mai vàng ha, đế sổ, thăng rất đẹp nha Nam. Rồi quay đi. Thằng nó lắc lên thì tầm luôn nha. Thằng nó lắc cái đọt vô tầm luôn nha Nam. Ở trong là lót đặt nha Nam. Thằng cái gọng gầy khá đẹp ha. Mã số 9 là mai vàng. Rồi cho thông số luôn em ơi. Chiều cao là 124 nha cô chú. Chiều cao 1m24. Cái vị trí này 3 tắc 1 nha nè. Ở ngoài được chưa? Rồi. Em đo vị trí này là 40 nha. Rồi, lần qua đó là 40. Cây như 40 cây 40 hoành nha nè. Đường kính bầu 55 cô chú ơi. Đường kính bầu 55. Rồi, cái mã số 9 này giá sao em ơi? Mã số 9 này cho lưu giá 5 triệu 7 nha cô chú anh chị. Rồi, cái mã số 9 này 5 triệu 7 nha nè. Bao ship anh em mọi miền tao quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 10 nha Nam. Mã số 10 cái mây vàng ha. Thăng trực nha Nam. Rồi quay đi em. Để lực ha. Mã số 10 là mây vàng. Thăng áp lực nữa nè. Đọt gió ha. Rồi cho thông số luôn em ơi. Mã số 10. Chiều cao đó là 79 ha. Chiều cao 79. Quanh thăng em đo đây vị trí là 41 ha. Quanh thăng là 41. Đường kính bầu là 65. Đường kính bầu 65. Rồi cái mã số 10 này giá sao em ơi? Cái mã số 10 giao lưu giá là 5 triệu 3 cho cô chú anh chị. Rồi cái mã số 10 với 5 triệu 3 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tao quá ha. Rồi cái mã số 10 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em nào yêu thích cái nào liên hệ trực tiếp chủ quyền là số 0939860078 nha anh em. Anh em nào yêu quý chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có đồ được sẵn cây đi hình phục vụ cho anh em. Thằng ấy chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.